Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Thì ở khóa học này, mình đang lấy một nội dung hướng dẫn từ một buổi của lớp Funnel hiện tại để làm ra một cái khóa học ngắn như thế này. Thì khóa học này nó sẽ giúp cho các bạn cách để các bạn có thể dựng giao diện hoàn chỉnh từ file Photoshop sang HTML, CSS và từ đó chúng ta sẽ chuyển cái giao diện này từ desktop sang mobile, cái mà các bạn hay gọi là responsive ấy. Thì cái giao diện này nó như thế nào? Thì cụ thể cái giao diện nó sẽ như thế này. Các bạn có thể nhìn qua ở đây. Thì đây là cái giao diện của cái khóa này mà mình đang public cho các bạn để các bạn học free. Thì ở cái khóa này thì kiến thức các bạn cần để có thể dựng được cái giao diện này thì đó là những kiến thức rất cơ bản về CSS thôi. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái kiến thức liên quan đến Flexbox ở trong CSS để chúng ta dựng giao diện. Về mặt hình ảnh thì mình đã cắt toàn bộ hình ảnh cắt sẵn ra cho các bạn rồi và các bạn chỉ sử dụng những cái hình ảnh đã cắt đấy để các bạn có thể dựng lên cái giao diện này đó. Thì trong quá trình dựng thì mình có phân tích rất là kỹ từ cái cách đặt tên class rồi là chia layout theo từng vòng như thế nào để các bạn có thể hoàn thiện được cái giao diện này. Thì với những bạn mà đã biết qua về CSS rồi và đã từng làm việc với Flexbox rồi thì chắc chắn là các bạn sẽ dựng được giao diện này rất là nhanh đó. Thì ở cái khóa này các bạn sẽ được hướng dẫn từng bước cho đến khi hoàn thành cái giao diện này từ desktop đến responsive cho mobile các bạn nhé. Rồi, thì đây là cái nội dung tổng thể của khóa học này mà mình muốn truyền tải đến cho các bạn. Các bạn hãy xem từng bài và hãy thực hành nó ở trên máy của mình. Ở mỗi video mình có đặt cái link chia sẻ cái resource, có nghĩa là cái resource ở đây chính là hình ảnh liên quan đến cái giao diện này để các bạn có thể tải về và thực hành nó ở trên máy. Rồi, chào các bạn.